Xin chào tất cả các bạn nha. Trong video hướng dẫn tiếp theo ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và giới thiệu cho các bạn một cái tính năng ở trên điện thoại iPhone. Có thể là rất nhiều bạn đã dùng rồi nhưng mà có rất nhiều bạn có thể là chưa dùng. Mình thấy là khá là hay, đó là tính năng cuộc gọi chờ, hay nói cách khác là chờ cuộc gọi ở trên điện thoại iPhone. Và cụ thể tính năng đó như thế nào thì các bạn cùng theo dõi, mình sẽ hướng dẫn nghe nhé. Ok, để bật được cái phần là cuộc gọi chờ ở trên điện thoại iPhone thì các bạn thao tác cho mình như sau nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy vào cho mình mục cài đặt của máy này. Sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống cho mình, các bạn tìm đến cho mình cái mục là điện thoại nhé. Đây này, mục điện thoại ở đây, các bạn sẽ click vào. Sau khi các bạn chọn vào mục điện thoại thì các bạn sẽ kéo xuống cho mình cái mục có cái phần là chờ cuộc gọi đây này, các bạn nhìn chưa, các bạn sẽ click vào cái phần là chờ cuộc gọi. Thì tại đây, phần chờ cuộc gọi của mình đang bật như thế này, còn bạn nào đang tắt như thế này nhé, các bạn đang tắt ấy thì các bạn hãy rồi, các bạn đang tắt như thế này, nó hiển thị cái phần nút xám như thế này thì các bạn hãy bật lên đó, bật lên nó hiển thị nút xanh là được nhá, như thế này là được. Cái phần chờ cuộc gọi ấy thì mình nói sơ qua một chút nhá. Khi mà các bạn có cuộc điện thoại, ví dụ các bạn đang nói chuyện với một người bạn bè ở trên ứng dụng Zalo chẳng hạn, rồi thì ngay lúc đó thì có một người gọi đến ở trên SIM, tức là trên số điện thoại của các bạn, hoặc là trên ứng dụng Facebook, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có hiển thị cuộc gọi chờ ở đây. Đấy, nó sẽ hiển thị ngay có một cuộc gọi đến tiếp theo ở đây, nhưng không làm ảnh hưởng đến cái cuộc điện thoại cũ của các bạn đang gọi. Ví dụ như các bạn đang gọi Zalo mà có một người bạn gọi ở trên số điện thoại các bạn gọi đến thì các bạn có quyền nghe hoặc là không nghe đó. Ví dụ như các bạn chọn là chờ thì cái cuộc gọi đó sẽ được chờ, còn không thì các bạn sẽ nghe luôn cuộc gọi đó và cái cuộc gọi cũ của các bạn sẽ được kết thúc đi bằng cái cuộc gọi mới các bạn vừa nhận được. Ngoài cách bật ở trên trực tiếp trên máy thì các bạn cũng có thể thao tác bằng cách các bạn thao tác ở trên bàn phím, thì các bạn vào cho mình mục điện thoại ở trên máy nhé. Các bạn thao tác cho mình là sao này 43 thăng. Đấy, các bạn chọn nút gọi đi này và các bạn đợi máy nó cập nhật. Đây, kích hoạt cuộc gọi chờ thành công. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó bao gồm dữ liệu của gọi chờ này và SMS này, hoặc là những cái liên quan đến cái cuộc gọi. Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ đã bật được như thế này là đã thành công rồi nhé. Thì tương tự để mà tắt cái phần cuộc gọi chờ bằng thao tác bàn phím thì các bạn cũng thực hiện cho mình như sau. Các bạn chọn cho mình là thăng này 43 thăng, sau đó thì các bạn cũng nhấn nút gọi đi và các bạn chờ trong giây lát thì ngay lập tức sẽ hiển thị cái phần là cài đặt hủy kích hoạt thành công cuộc gọi chờ. Thì các bạn sẽ thao tác cho mình là bật hoặc tắt ở trên bàn phím thì nó sẽ có hai cách như thế nhá. Thì các bạn áp dụng thì mình thấy là khá là tiện đấy các bạn ạ. Với cái tính năng chờ cuộc gọi này thì các bạn có thể sử dụng điện thoại không bị gián đoạn mỗi khi các bạn có một cái cuộc gọi khác, cũng như là khi các bạn dùng những cái ứng dụng mà trong video mình đã nói rồi thì các bạn vẫn có thể nhận một cái cuộc gọi đến mà các bạn không bị bỏ lỡ. Và nếu các bạn thấy tính năng này hay hoặc là video này hay, hữu ích thì các bạn nhớ like video và chia sẻ cho những người chưa biết đến tính năng này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình nhé.